khi bạn đặt lên cô đố đặt lên bản thân anh nhìn như là anh thấy từ 50 đến 60 đến 80 cái tự nhiên anh thấy được thì còn cái gì qua nhiều người quay qua cái mặt ngã cái hai mà ngã nếu mà đảm bảo đó luôn chỉ có dây nhỏ có thể điện cực cái mũi đi từ chín rồi á ngã ngay xuống rồi cái anh nhìn xuống đỡ xuống cái anh nhấn tiền bạn làm cái bên mình lên đứng dậy bạn nói cái gì bác sĩ sao cái gì cái này thì làm sàn qua những cái gì cũng xong thì có thể thấy là
thu tiền cho bạn thấy nha, đây là phóng dọc. À, các bạn sẽ chỉ đạo đi hai đi nha. Đây, thu về, nha. Về nha. Thì cái này là điều kiện sau ha, điều kiện sau. Thì thấy về thì có viên được không? Về thì thường là dương đi hai ha, đi hai đi ba ha, đi hai đi ba hai vẽ. Các bạn biết sao nó đọc rất nhiều.
cộng con không nhỉ? Nếu tóc chỉ thấp thì mình có số B đúng không? Tóc chỉ thấp thì có số B, nếu B nó xuất hiện thì nó giảm gì nữa, mình phải gọi là tóc chỉ thấp. Còn tóc không nhỉ thì sao? Mất luôn mức bộ B đi nữa. Đây là tóc không nhỉ. Thì đây là tóc không nhỉ. Độ 2, tiếp 2 nha. Học điều tiên mà, học điều tiễn nha. Học một bài viết luôn nha. Rồi, các bạn thấy sao? Rồi, các bạn nói tiếp nhau đó, nghe được các bạn đang tiếp nhau đó. Đây, B hai trở lên thì lúc này gọi là nó chỉ thấp